chào tình yêu nhá. Tao không biết được hôm nay là từ sân bay về nó tắc như nào đâu. Tôi đi về nha, cái nhà tôi đúng không, nó gần cái đường làng. Ông nào mà nãy đi xe ô tô bật cái FM 91 MHz là cái đéo gì thì sẽ biết là đường hôm nay nó tắc vãi luôn. Tôi đi, tôi không biết là mọi người về nhà lúc nào, nhưng mà tôi đi từ sân bay về, tôi đi từ 8:20 đến bây giờ là con mẹ mày bao nhiêu, 5:20 đến 8:00 mới về đến nhà các ông ạ. Khổ vãi là lìn thề, không hiểu cái gì ạ. Qua thế gì cơ, anh đếp ăn gì mà đẹp trai còn lại ngoan, con ngoan trò giỏi xứng đáng 100 người yêu quá. Tôi chả người yêu gì, tôi nói thật cả mọi người, hai kỳ mọi lịch nhá, tôi đều để tên tôi là đếp chưa có người yêu đấy. Xong rồi đến lúc về tôi rất là mong sau hai kỳ boy league, tôi biết là có sẽ có nhiều bạn đến xem, cũng mong là có bạn nào nhìn ra được cái lòng thành của tôi đấy, xong rồi sẽ nhắn tin cho tôi em đấy, thấy anh ở ao làng, anh em rất là quý anh, mến anh, xong cuối cùng đéo ai nhắn buồn vã cả lồn. Xong rồi vào kiểu request thấy mấy ông tác sorry nhá, ui anh ơi sao anh đẹp trai thế, thì phải ấn vào toàn tên thích với cả tên tùng, yêu hiểu kiểu gì, đéo cái bạn nào tên kiểu gọi như là linh à, không phải linh nhầm, bạn nào tên là kiểu gì đấy, con gái yêu thế ai luôn, thề cái vai là lìn thề không ạ. Hôm đấy là thế này này, hôm đấy là tôi biết là có nhiều, tôi cũng bất ngờ nhá, bất ngờ đến cái mức mà hôm đấy là có rất là nhiều anh em đẹp gang đi, có cả Misa đi lúc đầu nhá. Tôi tưởng Misa là fan kiểu chết cành thôi, tại vì thấy là Misa là kiểu cũng bảo là fan tôi nhưng mà cũng chưa bao giờ thấy xuất hiện. Xong tự nhiên hôm đấy gặp Misa hàng đầu, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Misa ngoài đời, cũng xinh. Xong nó còn cầm cái bảng Tơ Vương đẹp ạ, xong camera cứ zoom vào. Xong Linh Đích ở trên sân khấu lại còn hỏi Tơ Vương là gì hả anh, ngại vác cả lồn thề, đeo tin được, không hiểu kiểu gì. Tôi tức là tôi stream và tôi ấn vào ví dụ mấy cái demographic của YouTube nhá, tôi chỉ thấy mọi người là hầu hết 60%+ khán giả xem của tôi là người Hà Nội, chỉ có 39% là người Sài Gòn thôi. Mà cái lồn má hộp đấy ở trong Sài Gòn nhiều người nhận ra mình quá ta. Thế tôi thật sự bất ngờ. Và tôi rất là yêu cái năng lượng của Sài Gòn các bạn ạ, thật sự luôn. Không phải so sánh, cũng như anh Độ nói luôn, là tôi đã từng đi Bolic ở ngoài Hà Nội rồi. Nhưng mà tôi vào Sài Gòn, tôi vào Sài Gòn, xong rồi tôi bắt đầu thấy cái không khí của người Sài Gòn, có bạn thấy nó nhiệt. Mà bật xong rồi bật những bài rap nhá, bài lúc mà nhạc chở nhá, ai cũng biết hát ạ. Tôi cảm giác như là tôi đi Bolic, nhưng mà cảm giác như mình đi một cái sự kiện âm nhạc vậy, chất vãi luôn thề. Đấy, không phải chê Hà Nội, trời ơi, tôi là tôi luôn thích cái sự, tại vì tính tôi nhá, tôi đi nước ngoài xong rồi tôi cũng kiểu gọi là thoải mái với cả những thứ xung quanh và nghĩ rất là kiểu tích cực và hòa đồng vào cái vibe, các bạn hiểu không. Mà vào Sài Gòn tới mọi người ai cũng hòa đồng, ai cũng thân thiện đấy, vãi cả lồn thề, chất thật đấy. Chứ mỗi con gái Sài Gòn là lừa tôi chứ còn anh mấy tất cả anh em là chưa bao giờ lừa tôi cả, đỉnh cao thật. Đây, hôm này là hôm thứ bảy, hôm thứ bảy đúng không, đây là outfit của tôi lúc mà ra sân bay, mà con mẹ là nóng thế nhở. Ấy thì tôi xuất phát là từ 9:30 sáng là tôi đi từ nhà đi, 12:00 là tôi đến nơi, 12:00 là tôi đến nơi. Nên là hôm đấy nhá, là tôi nằm mãi, tôi bình thường tôi dặn này tôi ngủ 6-7 giờ sáng, nên là lúc mà tôi đi ngủ lúc 4:00 tôi nốc 2 viên melatonin, đéo ăn thua các bạn ạ. Là lại 6:00 mới ngủ, 6:00 ngủ, tới 8:00 tôi dậy. Tính tôi thì cũng đéo phải lề mề mà tôi điệu ấy. Tôi ra ngoài tôi biết là buổi sáng nắng, xong tôi phải bôi kem chống nắng, xong tôi phải gọi điện rửa mặt, đánh răng, xịt nước hoa thơm tho. Lỡ đâu đi qua hải quan có chị nào xinh xinh, chị biết mình thì chị cứ bảo ôi anh ngoài đời thơm thế. Ê, hình tượng ở ngoài ấy, nó rất là quan trọng. Đấy nên tôi phải dậy 8:00 sáng. Tôi chuẩn bị đến 9:00, 9:30 tôi bắt xe đi. Đi đến thì mạn thấy mỗi bông minh cả thấy onip. Chả có ai cả, thế tôi nhận ra tôi đến sớm vãi cả lìn công ạ. Thì đây là ra sân bay. Đấy, môi cũng hơi đỏ, nhưng mà tôi mới tìm được cái filter mẹ trông kiểu nét vãi lìn nhá. Ước gì tôi chỉ ước gì mặt tôi ở ngoài đời nó trông như cái filter này thôi, thật sự luôn. Tôi cho phép thở xíu nữa các bạn, nó thề luôn. Thở đi rồi em nói. Đấy, tôi xong tôi ngồi im. Tôi bảo là không được, mình chụp cái ảnh này mình không thể up group được. Đấy, có một cái trái tim gì đấy bắn trước các bạn, tại vì mình biết là mình đã xa các bạn 3 ngày rồi. Thế tôi đỉnh giơ tay vào Snapchat, tôi bắn một cái trái tim, các ông hiểu chưa, bắn một cái trái tim để cho các ông đỡ nhớ tôi các bạn ạ. Tôi thật sự lần này bay tôi thích vãi cả lìn công bạn, tại các ông biết thì vì sao, cả Nội Bài lúc bọn tôi đi nhá, xong rồi cả Tân Sơn Nhất nhá, đéo có một ai.
bay thích vãi lìn công ạ. Đéo có một ai không phải xếp hàng, đi vào phát là gặp tất cả mọi người. Xong rồi kiểu không phải gọi như là làm thủ tục cái gì nó cũng nhanh. Vắng vãi lìn luôn, tôi không biết tại sao. Nhưng mà trong 2 ngày, cái hôm mà tôi đi là ngày 23, tôi lúc về cũng là ngày 26, nó vắng một cách kinh khủng. Và làm một thứ thủ tục nó nhanh mà tôi cảm giác nhá. Ông phải hiểu là cái quầy bình thường của Vietnam Airlines nhá. Cái quầy bình thường của Vietnam Airlines nhá, hôm đấy nhá, nó còn gọi như là vắng hơn cả Sky Priority luôn. Vắng hơn cả Sky Priority luôn. Thì các ông hiểu rồi đấy. Đấy thì tôi đang đi vào, thì tôi gặp một ông anh Trương Phi người Huế. Đấy, đang làm thủ tục. Thế tôi bảo tuyệt vời quá, bây giờ mình đi vào tự nhiên mình xếp chỗ linh tinh đúng không? Tại vì không phải ai có đi cùng nhau, bọn tôi không đi xe riêng mà tôi đi taxi. Thì gặp ngay ông anh Huy Bà Rổ đang check in. Thế tôi đi vào tôi gặp. Ố, F2. Đấy, thế là bọn tôi check in cùng nhau. Một lúc sau thì thấy là có anh Khôi. Đợi tí. Có anh Khôi bế em khoai các bạn ạ. Yêu vãi lì thề. Các ông tin không? Trong tất cả những em bé ở trong refund, trong tất cả những em bé trong refund thì tôi dám chắc là ông Khoai nó là quý tôi nhất. Tôi nhìn thằng Boy cái, Boy ơi, nó chạy bẹ đi. Xong tôi nhìn con của anh Mimosa là Chu Việt Tiến. Xong rồi tôi ớ một phát là quay đi. Chỉ có mỗi tôi làm trò nhá, cho Khoai thì Khoai cười. Đấy nên là tôi không phải là quý nhất hay như nào, nhưng mà tôi là rất là hợp với cả Khoai. Sau này anh Khôi nên bảo Khoai nhận tôi làm gọi như là đệ tử. Đấy. Ông nhìn này, đấy, có định quý tôi. Mà nhìn tôi nó không rời mắt luôn. Nhìn tôi nó không rời mắt luôn các bạn ạ. Đấy. Đấy xong rồi bọn tôi gặp anh Khôi thì anh Khôi check in sau. Sau tôi đi vào. Không, sư phụ. Nhầm. Đấy, nhưng mà công nhìn này. Cả một cái hàng chờ này nhá. Bình thường nhá là nó đông một cách dã man. Đông một cách dã man luôn, nhưng mà tụi công nhìn đi. Không có một ai luôn. Bình thường là cái chỗ này mà đông nghịt. Và chỉ có cái hàng gọi là ưu tiên. Đấy, là mới gọi như là vắng thôi. Mà lần đầu tiên tôi đi sân bay Nội Bài và tôi bay Sài Gòn mà nó vắng như này đấy các bạn ạ. Anh cái gì đây? Xong rồi tôi vào. Anh Huy Công Hiếu anh. Xong rồi lần này hên cái là tôi đi ăn, đang tôi cũng ra sân bay tôi làm một bát phở. Tại vì các bạn biết là truyền thống của tôi là tôi cứ ra sân bay là tôi phải đóng một cái gì chắc bụng đã. Thì tôi có tình cờ tôi gặp được anh Huỳnh Công Hiếu. Các bạn ạ. Đấy là đang đi ăn. Anh Huỳnh Công Hiếu là mới đi thi rap Việt mùa 3 xong. Đấy xong hôm nay cũng gặp ở sân bay. Thật sự là rất là tình cờ, rất là sướng. Đấy các bạn chào anh Huỳnh Công anh Hiếu. Anh đi đâu vậy? Em phát anh Sài Gòn. Anh đi Sài Gòn diễn không? Thích quá. Chào anh ấy, cho xin kiểu ảnh đấy. Cảm ơn anh. Đấy anh Huỳnh Công Hiếu rất là thân thiện nhá. Anh còn cho tôi xin kiểu ảnh. Bình thường tôi nghĩ là một rapper hạng sang là phải ngồi phòng thương gia, nhưng mà không, anh ấy ngồi ăn phở bình thường. Đấy, sao á tụi anh Huỳnh Công Hiếu? Đây. Đây là bốn anh em đến sớm nhất sân bay. Đấy, đến sớm nhất sân bay. Xong rồi tôi up, các bạn biết tôi up cái này lên không? Up cái này lên nhá. Đấy. Thì có anh PT là anh Đông Đô, anh ấy nhìn là cái bát phở của thầy. Nhưng mà thực ra tôi cũng thông cảm cho thầy, tại vì đi ai đi sân bay thì cũng ăn bát phở như thế này. Đấy, mà công nhìn nhá. Cái bát phở này nhá, nó không còn một cái cọng rau nào luôn. Đây là lúc mà còn một cái gì đúng không? Đấy, thế là anh PT là anh Đông. Anh vừa nhìn thấy bát phở này, anh ấy nhắn tin luôn cho tôi. Xong rồi là anh bảo là: ê, mày nhá, đẹp nhá, mày để ý cho tao, thằng Tùng Béo và Pino lần này nó ăn những cái gì xong nốt đét lại cho tao. Nhưng mà mày hên thay là tôi là một người rất là thương anh em, chứ tôi không như ông Bô. Ông Bô nhá, mà nhìn thấy Tùng Béo ăn cái gì á, là đến phòng tập nhá. Đủ má mà anh ơi, Tùng Béo nó ăn đủ má, hôm qua nó uống 10 chén nhiều. Xong nó ăn đủ má là 2 tô cơm luôn anh ơi. Đấy thì là anh Đông Đô là cứ mỗi lần là nghe tin là ăn nhiều như thế là anh Đông là bắt ra tập thêm x2. Nhưng mà tôi không bảo với cả anh Đông là thầy ăn nhiều đâu, nhưng mà thầy ăn nhiều thật. Đấy xong rồi đến cả quán ăn hôm đấy nó cũng vắng dã man thì. Lần này bay kiểu nó rất là suôn sẻ. Đây, xong rồi giới thiệu các bạn. Không khác gì anh Huỳnh Công Hiếu. Tôi như thường lệ cũng phải làm một bát. Xin giới thiệu công thức ăn phở sân bay của tôi. Bát phở này hơi đắt một tí nhưng mà nó đáng tiền. Phở bò Wagyu đặc biệt, nhưng mà thực ra không phải thịt Wagyu đâu. Nhưng mà thịt gà là phải đổi thành thịt bò 3 lần rồi. Và một suất quẩy và một cốc nước cam. Bao giờ ra sân bay tôi cũng phải làm như thế. Y hệt. Không hiểu không? Tại vì bây giờ gọi một bát phở bé quá thì ăn nó không bọ. Mà gọi một bát phở 1,5 thì người ta không bán. Nên tôi đành phải gọi 2. Nhưng mà lần nào tôi cũng ăn hết. Thế nó mới đẹp chứ. Tóc giống tóc giả ấy thì...
Xong rồi tôi đi ăn xong rồi tôi vào sân bay thì tôi gặp anh Zoro. Anh Zoro Long An. Thì thực ra là tôi cũng thấy là anh Ben nhuộm tóc thì cũng nhiều rồi, nhưng mà cái thực sự là cái màu sắc này thì tôi cũng chưa bao giờ thấy. Mà tôi phải phục anh Ben nhá, là cái màu, mấy cái anh Ben nhuộm cái màu này nhá, mà tóc anh Ben không rụng. Lần trước tôi nhìn thấy anh Ben, thực ra cái ý tưởng tóc của tôi nhuộm bạch kim ngày xưa ấy, là tôi thấy anh Ben nhuộm rất là đẹp, đúng không? Nhưng mà kiểu tóc nó khác, tôi nhuộm kiểu layer. Xong tôi cũng nhuộm, mà tôi nhuộm xong nhá, các ông tưởng tượng nhá, là tôi kể công rồi đúng không, là tôi có hai bên tóc như này mà tôi thích vuốt dày dày như này luôn đúng không. Thì tôi nhuộm một thời gian, sau tôi gội, tôi cũng dưỡng, tôi cũng xả. Thì một bên này thì nó dày, một bên này nó rụng con mẹ mà nửa tóc. Tôi cảm giác tôi sắp hói, từ đấy tôi đéo bao giờ tôi nhuộm tóc nữa. Đéo bao giờ tôi nhuộm tóc nữa công ạ, mẹ tôi sợ quá. Tôi nhuộm rụng con mẹ tóc, mà hôm đấy tôi sờ tóc anh Ben ấy, người ta vẫn mượt. Chả hiểu kiểu gì, nhưng mà được cái là anh Ben rất là đẹp trai, nên là nhuộm tóc nào nó cũng hợp. Ừ, còn mặt tôi thì cũng đẹp trai, nhưng mà nó rơi vào khoảng tia 9, tia 10 gì đấy. Nên là mặt tôi bình thường có thể là trông ưa nhìn, nhưng mà nhuộm xong thì tôi trông như cái đầu ấy, nên tôi không nhuộm nữa các bạn. Zoro, chào anh ạ. Thế nó mới buồn chứ, không phải nịnh. Công Hiếu ơi, hôm nay mình bay. Không những là được ăn cùng anh Huỳnh Công Hiếu, đủ má tôi lên sân bay tôi được ngồi cạnh anh Huỳnh Công Hiếu nữa không ạ. Thật sự luôn, quá là vinh dự. Ngồi cạnh anh Huỳnh Công Hiếu và cả anh Huy Huế. Quá tuyệt vời, hai bọn tôi, anh Huy Huế còn ngồi trên sân bay gặp anh Huỳnh Công Hiếu nữa, còn battle rap với cả nhau các bạn. Đấy. Trời ơi, quý lắm á. Anh Huỳnh Công Hiếu ngoài đó thân thiện cực mọi người ạ. Đấy. Chung chuyến à? Ngồi chung chuyến luôn. Cho em bắt tay anh cả được. Có vui gặp em. Vâng. Tôi bắt tay Huỳnh Công Hiếu xong về tôi đéo rửa tay luôn. Rồi tất cả mọi người. Chưa rửa tay, tay trái này của tôi chưa rửa tay luôn. Sương quá. Ý thì phọt. Đây là cái gì nhỉ? À đây là lúc xuống sân bay. Xuống sân bay thì tôi có di chuyển lên sân bay Tân Sơn Nhất. Thì không hiểu sao tôi tự nhiên đang ngồi đứng đằng trước đúng không? Đang đứng đằng trước. Tự nhiên tôi thấy cái gì được cạm cạm vào người. Ý phải tôi tưởng má mà sao có cái gì nó kỳ kỳ ta. Tôi quay ra tôi thấy anh Tài. Đủ má, thấy anh Tài ơi chết. Anh Tài thì nói thật cả mọi người là cũng lâu năm rồi. Lâu năm rồi là cũng chắc là cũng chưa có người thương này, nó hơi bấn. Đấy, thật tự nhiên cứ cạm cạm vào tôi đã cay vã cái bìu thật. Đấy, lại gặp em Khoai. Tôi chủ cho anh Khoai. Anh các nhiếp ảnh gia hàng đầu con mẹ mà thế giới. Đánh giá cho tôi bức ảnh này. Đánh giá cho tôi bức ảnh này. Các ông hiểu chưa? Là cái kỹ năng chụp ảnh của tôi, ảnh này nó được mấy điểm? Mấy điểm? Chụp như này kêu một điểm, các ông không có nhãn quan chiến thuật à? Ấy trời ơi. Khoai cả bill thật. Nhưng mà Khoai này cu tê thật. Mày không ngớt lời khen được. Khoai này cu tê thật. Ấy. Thằng này tưởng sau này là bad boy lắm này. Nhìn tôi nhìn tổng quan tôi đã biết là bad boy rồi. Thật. Hồi bé mà đã đăng nghịch sau này là chắc chắn là bad boy luôn. Hứa luôn, thật sự luôn, nó cũng giống tuổi trẻ của anh Nabole Khôi. Tôi sẽ không nói cho mọi người nhé, bí mật thôi là tuổi trẻ anh Nabole Khôi nó vinh quang rực rỡ như nào đâu. Đấy. Nhưng mà anh Khôi nói chung là set tôi đau rồi. Sau bọn tôi đi nhận hành lý. Nhận hành lý. Mà nó cũng nhanh cơ, ở sân bay, đấy các ông nhìn nhá. Sân nhất nó cũng vắng luôn, các ông nhìn mấy cái băng chuyền đéo có ai luôn. Tướng vai cả bìu. Mà bình thường cái bảng này nhá, bảng này là phải kiểu gọi như là 5-6 chuyến bay. Mà hôm đấy nhá có mỗi 3 chuyến bay, 2 chuyến Vietjet. Thì các bạn biết là Vietjet là ra là toàn delay, không còn Vietnam Airlines thì bao giờ người ta cũng ưu tiên lấy hành lý cái dụng đi luôn. Đây là một đồng lộc. Xin giới thiệu các bạn, đâu nhỉ, từ đây là một tác phẩm con mẹ mà nghệ thuật tôi nhìn thấy đẹp nhất con mẹ trong thế kỷ 21. Một quả điêu khắc rì phan lên đầu, nhưng mà tôi đéo biết đây là logo của đội gì, nó không màu. Nó gọi như là những cái đường kẻ của nó là gọi như là hình như là người ta tô lên bằng mực. Tô lên bằng mực nên là nó bị rơi mất ra một vài cái nét. Đấy, nhưng mà Tùng Béo sau khi xăm hình này thì Tùng Béo quyết định là hay là tôi đi xăm con mẹ logo refund lên trên gáy nhỉ. Thì cái này thì các bạn ra góp ý với Tùng Béo nữa. Nhưng mà nếu nhá, đầu ông này ông to mà ông xăm cái logo refund lên thì cũng được. Thì cũng được thật sự, nhưng mà cũng không biết là nó có sẽ đẹp không. Đấy. Thì các bạn có gì các bạn là tư vấn được Tùng Béo được. Thế nó mới hay các bạn ạ. Đấy, xong rồi tôi phóng một phát là bọn tôi phi về khách sạn. Phi về khách sạn. Đấy. Đấy, xong rồi lúc ở đây là bọn tôi check in lần này thì tôi lại ở Nico. Duyên một cái là tôi rất là thích ở Nico, tôi quen con mẹ rồi. Một năm nay là tôi ở Nico đến con mẹ mày 7 con mẹ 8 lần. Đấy. 8 lần.
nên là đến cái đến lần này là kiểu ở quá quen rồi, nhưng mà lần này tôi ở phòng double room không ạ, là tôi với cả anh Bowin, là hôm đấy là bọn tôi thay quần áo chuẩn bị đi đá bóng. Lúc là bọn tôi về đến khách sạn là bao nhiêu giờ, 3 giờ đúng không, là bọn tôi về đến khách sạn. Xong rồi tôi nhận ra là tôi thấy là tôi cũng hơi đói, nó cũng hơi gọi là hơi đói không ạ, hơi đói đói. Thế là tôi có ra một ý tưởng, Bông Minh thì rủ đi ăn, mà tôi biết là đi ăn là tôi sợ muộn lắm, tại vì là trước trong quá khứ tôi cũng có đôi khi là tôi cũng có thể tôi muộn một hai lần rồi đúng không, thế là tôi rất là sợ bị sếp mắng. Thế là tôi mới nghĩ ra một quyết định là bọn tôi ăn bánh mì Huỳnh Hoa. Thế tôi đặt cho Bông Minh bánh mì Huỳnh Hoa. Lúc đầu tôi không hiểu sao ông Bông Minh này, ông vào Sài Gòn mấy lần ông rủ tôi đi ăn. Thế tôi bảo là tôi ở chung phòng với cả Bông Minh là ăn cơm tấm xà bì trưởng, không phải là ăn cơm tấm xà bì trưởng nhá, là kiểu như nào, nhưng mà vào Sài Gòn mình phải ăn những đồ ở trong Sài Gòn đúng không, mình phải ăn những cái thứ mà ở ngoài Hà Nội này không có đấy. Thế là tôi gọi như là tôi phải đặt ngay những cái thứ mà ở trong này nó có, ở ngoài kia không. Thế là vào thang máy gặp ngay con vợ Tùng Béo. Con vợ Tùng Béo thì cầm hai cốc trà đào ở dưới đi lên, nhưng mà bọn tôi đi lên tầng 12, bọn tôi ở tầng 10, thì đúng lúc bọn tôi đi xuống. Thế là Tùng Béo nó vào, nó tưởng là nó được đi lên, cuối cùng nó đi có mẹ xuống tầng 1 luôn, chết đòn thật đấy. Đây là cái gì đây, à đây là trước giờ g công ạ. Đấy, công hiểu chưa, đây cuộc đời tơ tủng công nói đây. Tôi chỉ có gọi như là mấy em gậy như thế này thôi, tôi chỉ có gọi là mấy em game gậy như thế này thôi, không hơn không kém, các bạn hiểu chưa. Nằm ráo nước đợi tôi đấy. Tôi xin giới thiệu cho các bạn luôn, người tình bí mật mùa đông của tôi đéo có một cái gì gọi như là bóng dáng nào người phụ nữ luôn, nên là tôi nhận ra là nếu như phụ nữ không thể mang lại hạnh phúc thì chỉ có đàn ông thôi đấy. Anh Bông Bin là nở tung lỗ luôn, mình là bóng cười ấy. Trong lúc này bọn tôi chuẩn bị đi ăn, bọn tôi chuẩn bị đi đá bóng ấy, xong bọn suốt quân. Ui, lần này vào nhá, cái tuần đầu tiên là bọn tôi gọi như là đi đá bóng tận 3 lần. Mà lần này bọn tôi bước ra từ khách sạn nhá là tất cả anh em mặc áo đấu. Mà các ông biết rồi, Nico là một khách sạn 5 sao, thì bình thường ví dụ cầu thủ đến thì người ta sẽ ở gọi như là những khách sạn thể thao hay là cái gì. Tất cả bọn tôi mặc đồng phục, tất cả bọn tôi gọi như là đi giày thể thao các thứ đi ra, mạnh mọi người nhìn kiểu con mạnh à, Manchester United thì sao nhỉ, mấy mà Wayne Rooney là mày Nani đéo cho bọn tôi đi ra, mày ngạo nghễ phát lồn thật sự luôn. Xong rồi xe taxi đến đón, đi mạnh mà như là cầu thủ luôn, mà chất va rồi luôn ấy. Đâu đây, từ quá anh rồi đây. Xong rồi bọn tôi di chuyển ra sân bóng thì ở quận 7, sân vận động quân khu gì đấy. Lúc đầu tôi cũng không public trên stream, tại vì thực ra là cái ví dụ mà đã public thì rất là nhiều người ra mà kiểu nó ảnh hưởng ấy. Thì tôi đã tự hứa với bản thân mình là tôi không quay lại quận 7, ngày xưa tôi bất ví ở đấy. Nhưng mà đá trên sân quận 7 không ạ. Đấy, thì tôi lại phải mò ra quận 7. Đấy. Đấy, sân nhà, trời ơi, có biết gì đâu mà sân nhà. Đấy, và tôi được ngồi cạnh anh Thánh Đập Thể Vô Ca Quang. Thánh Đập Thể Vô Ca Quang không ạ. Đấy, trên xe tôi là có đông người phết, 7 người liền. Đông, đây là lúc mà tôi đến sân bóng. Tú băng tay xua rét. Ui, không biết được là hôm đấy mẹ nó như nào đâu. Refund bọn tôi có đúng biên chế mười mấy người không nói làm gì đúng không, nhưng mà chỉ có 8 người biết đá bóng. Hôm đấy 500 đốt dẫn ra con mẹ mày 30 người tụ tập cả CBRS eSport, cả những ông gọi như là bên cả ông No Way bên Liên Minh Huyền Thoại, cả bên 500, cả những game thủ khác. Tôi đéo hiểu là tại sao 500 lại có thể có nhiều người đến như vậy, mang 30-40 người ra. Bọn tôi là đá nửa mẹ mà hiệp mới dám thay người, tại vì không có người thay, mà anh Dũng mang tận 40 người. Anh Dũng, anh dự đoán tỷ số hôm nay bao nhiêu? Nhẹ nhàng thôi, 4-0 cho 500 Bros. Nhưng đấy là chỉ trong 15 phút đầu thôi. Ông thấy chưa, những người mà gái to ấy thì thường bị quả báo lắm. Hôm đấy là bọn tôi tỷ số như nào chắc là công về xem clip và công cũng biết công ạ. Đây là sân. Cái sân ở trong Sài Gòn nó đẹp đụ má. Tôi không biết là tại vì tôi chỉ có đá sân Giáp Nhất, nhưng mà ở ngoài Hà Nội tôi chưa thấy một cái cỏ nào nhá mà nó dày mà nó êm như này. Tôi chỉ chưa thử soạc ở trên sân thôi,
Nhưng mà đá nó đã thấy khác con mẹ rồi. Mà buổi tối Sài Gòn đá nó mát, nó gió nó thổi, nó sương vãi cả lìn thật. Nhưng mà nhá, lần này xu một cái là tôi không được lên đá. Không biết tại sao không? Tôi thì bình thường là tôi thể lực thì tôi cũng ok, tôi cũng lên chạy xuống. Thế tôi đá bóng, thế lúc mà chia vị trí tôi cũng hiểu. Tôi cũng hiểu, đúng không? Em thôi không thủ môn, em lên bắt em bắt chước được tí Bông Min thay cho em nhá. Xong rồi lúc đầu anh Độ không nói gì, xong 10 phút xong. Thằng đẹp phải bắt cả trận đi. Tao nói thật nhá, là đéo ai bắt được đâu. Ngoài mày ra hiểu chưa? Thế thôi có gì mày xỏ găng vào mày bắt nốt cả trận đi nhá, không thay người đang vào form rồi. Đá lên đá tí nào không ạ? Tôi nói thật là trước khi đá tôi uống một lon bò húc. Đồ bò húc thì phải 30 phút nó mới kick in. 30 phút sau tôi khoảng cảm thấy như rồng, tôi cảm thấy tôi chạy con mẹ cả sân tôi cũng được. Nói thật cả các bạn luôn. Tôi đeo được lên đá không, tôi bắt gôn, trời đất ơi. Quan trọng thế là gì á, chai hiểu kiểu gì. Nhưng mà thôi thì là anh Độ nói là mình phải nghe. Thích phải đá. Thế hôm nay tôi thủ môn. Các cầu thủ đang chuẩn bị cho trận đấu chiều hôm nay. Anh Lâm Đình Khoa, anh nghĩ sao về cục diện của trận đấu này? Hat trick. Yes sir. Biết Arsene Davy của Bayern không? Yeah. Ok. Mới gặp anh Alphonso Davy, dạo này Alphonso Davy hình như là mới qua cái tiệm gọi là tắm trắng. Đấy, ông anh ấy thực ra là ở cái giải Bundesliga là anh ấy thấy là ao trình quá rồi. Nên là anh ấy về refund, anh ấy đá đội trẻ một tí không ạ? Mà nhá ông này nhá. Ông mua một cuộn băng cuốn chân. Bình thường tôi chỉ cuốn mỗi tay, tôi cuốn một tí thôi. Ông này cuốn một phát chân hết con mẹ mà cổ chân luôn. Tôi không hiểu là đá của gì mà mẹ tôi sợ nó căng cơ ấy. Cuốn hết cả chân luôn, đỉnh vai bìu thề. Dã man. Ôi nhưng mà dạo này anh Khoa đá hơi kinh. Hôm đấy nhá, anh Khoa đá. Rồi các bạn xem clip anh Khoa đá bên cánh trái nhá, đéo phải định. Nhưng mà có cái ông tiền đạo bên cánh trái, anh Khoa bắt chết con mẹ luôn mà. Thật sự luôn. Cái sân 9 này nó nhiều khoảng trống mà người ta chạy. Nhưng mà lật còn sân 7 bọn tôi đá toàn bị mất bóng luôn. Mà anh Khoa rồi đá lên chân phải là ổn thề. Đúng là Harry Maguire luôn. Đây, tôi gặp một người quen với một star player ở bên sân vận động ngoài quân khu 7. Em Trần Trịnh Đông Hải, hôm đó mới của vụ PUBG xong. Đấy, thì là hôm nay là có gặp em ấy. Tôi đợt trước là bọn tôi trước khi mà đá đúng không? Trước khi mà đá bóng. Thì tôi nghe ở ngoài tôi có hỏi anh Cường là bên 500 là có ai đá hay. Thế là tất cả mọi người đều bảo là em Hải Saki. Đấy. Thế là hôm đấy là anh Độ lúc mà họp xong rồi anh Độ tự hiểu. Mày nhá, chúng mày nhá, bên kia chỉ có thằng Hải Saki thôi. Thế là hai ông tuyến giữa là hình như là hôm đấy tôi nhớ không nhầm. Anh Quang. Không phải anh Quang, anh Khôi là cái gì ấy. Hai ông kèm thằng Hải luôn. Nhưng mà thằng Hải nó đá hay thật. Thằng Hải nó gọi như là nó múa mẹ dẻo vãi lìn, nó sút vào lưới tôi một quả mà đỉnh vãi phết, đỉnh vãi lìn luôn. Không biết là có clip đá bóng chưa để mà xem. Đấy, thế là ba anh em gọi như là lưu tiêu diêu một tí hiểu không? Còn mấy anh em bắn PUBG. Ấy nhưng mà không, có cả những anh em PUBG khác tôi không nhớ tên. Đấy, sau suốt ngày bảo ui em hay xem anh chơi CS:GO lắm, em thích vãi lìn anh béo á. Tôi kể cho các bạn câu chuyện cái sao tôi béo nhá. Ông hiểu chưa? Đây là cái áo giữ nhiệt. Đây là cái áo giữ nhiệt. Nhưng mà khi tôi bình thường tôi mặc refund. Nhưng mà xong rồi tôi im mồm, đéo cao hơn tao. Đầu thằng Hải chắc lên cao hơn là mày biết dùng thước không? Mày có biết dùng thước không? Đấy, thì đây áo giữ nhiệt. Mà áo giữ nhiệt thì nó bó đúng không? Sau lúc đầu tôi mặc cái áo, tôi đang tinh tế mặc một cái áo trắng ra ngoài. Tôi còn tinh tế đến cái mức nhá. Tinh tế cái mức nhá là mặc áo trắng không thôi là tôi sẽ bị lộ đầu ti. Tôi tất cả áo trắng tôi mặc là tôi đều bị lộ đầu ti. Nên là tôi cẩn thận tôi mặc thêm một áo giữ nhiệt và tôi biết bắt gôn là kiểu lăn xả các thứ cho nó đỡ xước tay. Tôi mặc áo giữ nhiệt. Xong rồi tôi vừa vào sân đá trọng tài. Em ơi em cởi áo đi em ơi. Không thủ môn nó trùng màu. Tại vì là đội tôi có ông anh Machiot nữa là đéo có áo. Thế ông ấy không nằm ở trong đội bóng thì ông ấy đá. Thế tôi cởi áo cho ông ấy. Xong rồi tôi đưa cho ông ấy đá. À đưa cho ông ấy mặc. Lúc này đá xong rồi nhá. Thế xong tự nhiên đá thì cái sân của bọn tôi ấy ở đằng sau ấy, lúc đầu ở hiệp 1 ấy là có mấy bạn ngồi ở sau xem. Đang bắt đúng không? Đang bắt tôi tự tin mà lìn tôi đi hiên ngang vãi lìn. Mà tôi đang bắt gôn đúng không? Tự nhiên đang đéo tình huống bóng nào tôi đứng ở đấy tôi đang kiểu bên trái bên phải này tự nhiên có ông đằng sau. Anh đẹp ơi. Anh múp quá. Ê luôn cả bạn chứ. Cái sự tự tin của tôi ấy, tôi tưởng tôi ra sân tôi hiên ngang.
Tôi đứng ở đấy là tôi chỉ đạo mọi người, tại vì thủ môn là phải hô. Tự nhiên bảo anh ơi anh bốp quá, anh ơi anh mập quá. Người ta không dùng từ béo. Trong Nam người ta không dùng từ béo. Ăn mập quá. Và lúc đấy kiểu tôi tự nhiên tôi mất tập trung vãi lìn không ạ. Thật sự luôn, kiểu nó cũng buồn ấy chứ. Thật sự luôn, tôi cũng là con người, tôi cũng có cảm xúc chứ. Tự nhiên đang bắt đây này, đây đúng cái khô này này. Thì ở đằng sau có mấy cái ghế này. Đẹp ăn mập quá anh ơi. Thế tôi xong à, thế nó mới chán chứ. Cái lúc đã xong đây chụp thêm mấy kiểu ảnh nữa với cả mấy anh em Asaki, Asaki đồ. Đấy xong một tuần đi nhậu. Xong một tuần đi nhậu không ạ? Nhậu mâm khoảng gọi như là 30 người. Để công nhìn áo vàng với cả áo trắng chưa. Tôi nhìn 30 con mẹ một người luôn. Đông vai lìn. Mà bên kia còn có ông anh này. Có ai biết ông anh này là ông anh nào không? Tôi hỏi tên. Ông anh này nhiệt tình vãi lồn. Ở trên bàn nhậu đúng không? Trời ơi mời đi. Tới đi. Các kiểu đi. Nhậu đi. Đấy, nhậu gì nó có cá bình thường, bình tĩnh. Đấy, sau ông anh này nha, không như thế là lúc sau người ta mưa. Đến cái mức ông này nhiệt tình đến mức là bọn tôi đi về, mở cửa xe cho bọn tôi đứng chờ taxi xem biển số đúng chưa? Đúng chưa? Để gọi như là anh em refund an toàn, take care rất là an toàn, hôm đấy rất là respect luôn. Đấy, sau hôm sau lúc mà đi sự kiện Molik chính thì anh Dũng mới bảo là ê, mày có biết cái thằng hôm qua mở cửa chúng mày không? Hôm qua nó nhậu say quá, nó đi về, nó đi bộ, nó ngã, nó đập mồm xuống sứt con mẹ một miếng răng. Thì phải tội đẹp hết thương, đẹp hết cười nó chứ thế. Ông anh nhiệt tình thật, cảm ơn ông anh nhiều. Vì đã mở cửa take care cho bọn em. Take care cho bọn em nhưng mà lúc sau anh mở cửa anh say như nào, anh đi về anh ngã sứt con mẹ cái răng. Hôm sau anh đi đeo mẹ khẩu trang luôn đó. Khổ thân anh đéo chịu được. Đúng rồi, tác hại của cồn không ạ. Đấy, nhớ đừng nhậu say quá nhá. Nhớ đừng nhậu say quá nha mọi người. Đây, cả bàn đây. Đây cái gì? Bỏ vua tao xem. Đố các bạn biết đề là ai? Đố các bạn biết đề là ai luôn? Đố các bạn biết đấy. Thì các bạn đề là tài con. Tài con đều thì nó không biết cái gì nhỉ? Biết đá bóng nên là hôm nay nó không đi đá bóng nên lúc sau gặp anh tài con. Em tài con trong một bộ dạng racing boy. Thế tôi mới hỏi Hải, thế không đá bóng thì bình thường nó làm gì? Thế thằng Hải Saki nó mới chia sẻ với tôi là bình thường bây giờ một ngày mà em tài con chỉ có ngủ dậy này, nó ăn, xong rồi nó đi chơi gái, xong rồi nó đi bốc đầu không ạ? Thật sự, hóa ra là cái kinh nghiệm để trở thành một pro game thủ PUBG mà bắn hay tuổi tài năng trẻ như trẻ con thì là phải có một cái routine như thế. Chính miệng thằng Hải Saki nói với tôi chứ. Tông nhìn nó đi outfit của nó như này, đấy. Sẽ em anh đẹp, trời ơi, không biết bốc đầu đâu. Quỷ vào này. Công nhìn nhá, nó đội mũ bảo hiểm như này mà nó tháo ra mất mẹ một lúc mà công nhìn thấy cái xe của nó. Đây cái xe góc bên này. Đây là xe của nó này. Nó đi một con cào cào như của Sanchez trong GTA các bạn ạ. Đỉnh vãi bỉu thề. Cái gì đây? Nhận cưới anh mua nặng lắm nên chẳng rằng cho người yếu đeo. Câu này quá đúng. Hiểu chưa? Sau này anh cứ lỡ mà anh có mua nhẫn ấy, anh đeo cho em. Anh sẽ... Nó nhẫn kim cương nó rất là nặng. Nên là nếu mà em đeo thì em phải khỏe. Còn nếu mà em yếu, em không đeo được ấy. Hút. Hiểu chưa? Hiểu vấn đề chưa? Hiểu chưa? Đéo yêu thôi, trả dép bố mày về. Dạy má. Tôi có bố anh. Ông anh này thì lúc đầu nhậu đấy, lưu tiêu xíu tí chứ nhỉ. Đấy, xong có gì anh em uống tiếp ấy, ủy bia tay cơ bạc đéo say đâu. Đéo say đâu. Đây, xong như này. Đây, đây cô. Dạy mà. Ok mà. À, đang tụ khí xuống đan điền. Nhậu đến cái mức mà phải tụ khí để không hiểu là như nào đấy. Không biết làm sao đấy. Tụ có mẹ khí luôn không ạ? Đây cái gì đây? À, đây lúc lúc sau tôi về nhà, xong rồi tôi ra quán bê lao của anh Khoa. Lần đầu tiên anh Khoa dẫn mọi người ra bê lao. Tôi thì tôi đã gọi như là tôi ra một mấy lần rồi, nhưng mà hôm đấy là bô là lần đầu tiên dẫn mọi người ra. Mà hôm đấy là gọi là cũng xúc động, anh em nâng chén rượu lên. Tôi nhớ anh Khoa phát biểu như này. Dạ,
Em chào mọi người. Đây cũng là lần đầu tiên em giới thiệu mọi người ở quán của em. Và em rất cảm ơn mọi người hôm nay đã đến có dịp gọi như là chung vui với các em. Thật sự là quán này thì em chưa mời mọi người bao giờ, em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Má không phải xúc động đâu các bạn. Lần đầu tiên là anh em refund gọi như là qua quán. Trời ơi má gì đâu nhưng sắp khóc luôn. Hôm đấy anh Khoa uống say vã lồn, tình cảm vã lồn luôn. Quá tuyệt vời luôn đấy chứ. Đấy. Nhưng mà trước khi mà về qua quán, mọi người qua cũng về thông qua quán sớm thì phải. Nhưng mà tôi về thì tôi phải đi cùng anh Ngọc. Anh Ngọc hôm đấy tôi đéo biết tại sao tôi chưa bao giờ nhìn anh Ngọc say đến mức đấy. Anh Ngọc say vã lồn. Thế tôi bảo đéo được. Bây giờ mà để ông này về một mình cái là ăn cứt. Thế là tôi bảo anh Bông anh về luôn đi. Anh về luôn cả bọn em. Thế tôi phải đưa ông này về nằm trên giường đã. Xong rồi tôi vào là có hỏi là có uống nước gì không. Anh Bông bảo từ từ ra, anh đi nôn đã. Xong rồi tôi nằm ở trên giường. Tự nhiên trong toilet. Thế sau tôi hỏi có làm sao không. Anh không sao. Một lúc sau vào toilet. Ừ anh rửa mặt cái đã. Rửa mặt cái đã. Xong rồi gọi như là vừa chuẩn bị rửa mặt. Xong tôi lại nghe một tiếng nữa. Nhưng mà say là cũng được. Không nằm ông ngất mẹ luôn. Thế tôi phải đợi ông ấy ngất. Xong lúc sau tôi cũng tắm. Tại vì người hôm nay tôi bẩn quá. Thì các bạn thấy người hôm nay tôi bẩn vãi lồn. Sau tóc tôi cũng còn ướt. Mà đéo dám sấy tóc. Các biết tại sao không? Tôi cái máy sấy một là nó yếu, hai nữa sấy mấy cái máy sấy là nó gần giường quá, nên là đây là tôi nhìn tóc tôi nó còn hơi ướt này. Đấy, đéo dám sấy tóc tại vì là sợ sấy tiếng to quá thì anh Ngọc anh lại tỉnh. Cái gì đây anh Đô gặp anh Đô gặp anh Đô anh đang cắt gì em đâu đang cắt xì xa thôi em tí sau tí bún đúng không anh cười lên ngán thế nào nụ cười quá nó bít bún ngay nào. Tôi thể các bạn, cứ mỗi lần tôi gặp anh Đồ tôi vui vãi lìm thề. Anh Pitbull, cứ mỗi lần tôi gặp anh Đồ tôi vui vãi lìm thề. Không có ý gì không ạ. Không có ý gì luôn. Đây là sáng hôm sau tôi lúc ngủ dậy. Ngủ dậy 11 giờ là bọn tôi chuẩn bị phải make up. Make up xong rồi gọi như là bọn tôi tham dự giải đấu. Đéo gì này. Mẹ trông toàn mấy cái filter nhiên cứt vậy. À đây là lúc tôi đi ăn. Lúc tôi đi ăn với cả anh Bông Bin. À, cũng phải đóng một tí outfit chứ nhở. Mọi người thì toàn bình luận về cái giày của tôi. Tại sao tôi đi giày cao. Nhưng mà tôi thật sự, các bạn nhìn đi, các bạn nhìn tổng thể đi. Là tôi lùn. Các bạn hiểu chưa, tôi phải chọn những đôi giày cao. Để tôi gọi như là tôi mặc thì nó mới ok được chứ. Đấy, xong rồi bọn tôi trưa hôm đấy là mọi người hình như là hôm trước mọi người nhậu cũng say lắm. Xong mọi người dậy hơi muộn. Thế là tôi có anh Ngọc. Anh Ngọc thì ngủ mẹ từ 11 giờ đúng không. Tôi thì tôi đi đến quán anh Khoa về xong rồi tôi bị ngủ muộn ấy. Mãi 5 giờ tôi mới ngủ được. Thế là 10 giờ tôi mới dậy. Nhưng may quá tôi 11 giờ thì có anh Bông Minh đánh thức. Thế là đánh thức xong thì bọn tôi cũng kịp đi đi đóng tí rau tí bún. Má nhắc cái tí rau tí bún cả ngày tôi ăn mỗi bát phở xe máy đói quá không ạ. Đấy, đây là đường Sài Gòn này. Ông thấy thích chưa? Anh em Sài Gòn ai đo chiều cao không ạ? Không có ai. Đi ăn cùng gọi như là bồ của tôi. Lúc đầu là bọn tôi đi ăn hủ tiếu Thành Đạt. Nhưng mà tôi nhận ra hủ tiếu Thành Đạt là chết tôi ăn rồi. Với cả thực ra hủ tiếu Thành Đạt thì cũng ngon. Nhưng mà gọi như là để mà no thì tôi cần một cái gì no. Và tôi biết từ hôm đấy là chắc chắn đến buổi đêm mà tôi mới được ăn. Đấy. Thế là xong mà tôi mới đổi ý. Tôi đi được nửa đường gần ra mẹ đến quán hủ tiếu rồi. Thì tôi quyết định đổi ý. Là tôi đi ăn mì sủi cảo. Ôi mẹ tôi thế cả không mà tôi thích cái món mì sủi cảo vãi lìn thế cả không. Nó ngon mà nó nhiều. Nguyên một cái dãy phố ở quận 11 đấy nhá. Nguyên ở một cái dãy phố ở quận 11 đấy nhá. Toàn sủi cảo. Mà không nhìn thấy cái menu mẹ nó nhiều. Tôi thật tôi không biết là Hà Nội có quán nào như này không ấy. Ở Hà Tôn Quyền. Mà nó nhiều món mà tôi nhìn cái menu tôi đã thấy thích mẹ rồi. Nhưng mà hôm nay bị dở một cái các bạn biết là gì không. Theo tôi thấy cái sủi cảo thập cẩm này. Mực cá viên da heo này. Tôi gọi hai bát cho tôi với cả Bông Min. Gọi ra có mỗi hai sủi cảo đéo có mì. Thế tôi bảo chết con đĩ mẹ rồi. Thế bây giờ ăn sủi cảo không có ăn mì không được. Tí tinh bột vào. Thế lúc sau gọi hai bát sủi cảo ra. Bọn tôi lại gọi thêm hai đĩa mì nữa. Thế là thành hai đĩa mì và hai sủi cảo. Thật là bình thường là người ta chỉ cho một ít mì với cả một ít sủi cảo vào thôi. Đấy. Cỗ con mẹ luôn. Xong rồi bọn tôi ở đây tôi giới thiệu cho anh Bông Min là có một cái loại nước rất là ngon. Nước mía dâu. Không đắt trời ơi. Mía dâu mẹ tôi chưa bao giờ thấy cái ở chỗ nào ngoài Hà Nội bán mía dâu quả nó ngon vãi lìn nhá.
mà nó mát. Nó mát các ông ạ. Xong rồi tôi thấy lúc đầu là anh Bông Minh bảo có khi thì tôi phải ăn 2 suất. Mà tôi biết là ăn 2 suất là bạn chỉ tí về đi sự kiện chứ ỉa thôi. Nên tôi cũng thích sủi cảo chiên nên tôi gọi thêm một đĩa sủi cảo chiên nữa. Má mà thấy ăn nó ngon vãi cả bìu thề các ông ạ. Ngon vãi cả lìn thề. Cái gì đây? Đây xong rồi lúc mà tôi đi về lúc này là 11 giờ. 11 giờ thì bọn tôi lộ cái gì trời ơi, tôi nhờ bà chị mua hộ cái iPhone. Đấy iPhone 29 này chả biết là về chưa. Đây. Xong rồi bọn tôi đi làm. À rồi bọn tôi về đi làm các bạn, lúc đầu tôi giới thiệu cho các ông. Lúc đầu nhá. Thì tôi mới định mặc cái áo này đi sự kiện. Nhưng mà tôi thấy nó đéo ổn. Ngực tôi dạo này tôi tập nó hơi to. Thế các ông nhìn đi. Tôi đeo qua cái giá đầu ti. Thế nó lộ con mẹ ra, tôi bảo đéo được đi sự kiện. Mà con mẹ mà hai cái đầu này mà nó lộ ra thì đéo có một tí hình tượng nào nữa. Tôi quyết định là tôi đéo mặc áo này nữa. Tôi đi làm anh Andre right hand rồi đấy. Thật, đây là cái áo giống hệt anh Andre. Và quần giống hệt anh Andre luôn. Nhưng anh Andre mặc thì không lộ ti, còn tôi thì tôi lộ. Thế là tôi đéo ra mặc. Tôi thì cũng không mang mấy cái quả dán như chị em nữa. Thì tôi chịu, tôi đéo biết làm gì cả. Thế tôi lại đổi sang áo đen. Đeo cái đéo gì hả Tùng? Ui, thế thằng Tùng béo nó độ cái gì cậu, trông yêu phết. Đeo cái đéo gì hả Tùng? Yêu vãi lìn câu ạ, thề. À đây cái ảnh tôi lưu từ fanpage. Cái ảnh này anh Độ chụp. Đây là đôi giày của tôi. Nhìn ngoài giống nhân vật CSGO 4. Đây là đôi giày của tôi. Bình tĩnh. Tôi thích những cái giày nào mà nó to. Một là tôi lùn, chân tôi to, nên là tôi đi thì giày nó phình ra thì nó đỡ được cái phần nào đấy. Tại vì tôi đi thử những đôi giày mỏng rồi, nó đéo hợp. Nên tôi phải tìm cái đôi giày này to. Và tôi không hiểu sao nữa, đây là cái hôm đi sự kiện FC Online 4. Đéo ai cũng nhìn đôi giày của tôi. Và không một ai có thể nhìn ra được vẻ đẹp trong đôi này. Nhưng mà tôi thấy đôi này ok mà. Trời ơi, các bạn có thấy xấu không? Đúng không? Trông, nó tôi thích những thứ nào nó khác lạ. Bây giờ ai trong thời buổi ai đóng Nike Jordan, ai cũng gọi như là giày cẩu cái gì đấy, mình nó phải khác một tí chứ. Nhìn như CL. Nói chung ấy. Này cặp người không có, chiều tí thôi. Đi xe cùng giáo chủ cơ, bọn đi vào giáo chủ buồn cười vãi lìn đề. Đến này cosplay lớp xe tay côn hại. Nhưng mà tôi hỏi ông sai nữa. Là anh ơi, bình thường anh có cạo râu không? Anh bảo ui có chứ, không cạo râu thì mà chết đòn à. Đấy, mà tôi không hiểu tại sao anh ấy có thể cạo được râu một ít mà nó đúng cái độ dài như này nhỉ. Mẹ tôi thấy khó vãi lìn chứ. Thế nó mới đỉnh chứ. Cạo thế nó mới khó không. Như này mát hơn hôm trước rồi. Đây là hôm ở sự kiện. Đây như này mát hơn hôm trước rồi. Đây hôm sự kiện, lúc đầu là tôi vào là không có ai. Moi lít tài đầu đây. Lúc này là chưa có khán giả. Nhớ mãi cái sự thân thiện đáng yêu của anh Hà. Cảm ơn anh Thư nhá, cảm ơn anh Thư nhiều. Thật, anh đã bảo rồi, mọi người không tin mà đấy, dễ tính như con phò ấy. Thì anh gặp ai cũng chào. Đấy, tí tôi sẽ kể cho bạn chuyện ký sau. Tí tôi sẽ kể cho bạn chuyện ký sau. Thật, anh dễ tính cực kỳ. Anh bình thường là ví dụ anh không quen là kiểu anh ấy thôi. Nhưng mà bạn nào chào anh cái là anh chào lại ngay. Thật sự. Đấy. Ai chào tập duyệt. Bọn tôi phải đến sớm là rehearsal một tí thôi, xong rồi tôi mới đá. Đấy, à đây là tôi sau lúc make up. Tôi không hiểu sao nhưng mà make up xong da tôi trắng vãi lìn không ạ. Thế là lúc sau lên chụp ảnh các thứ mọi người đều bảo ôi anh trắng thế. Nhưng mà tôi không biết nhận. Không biết gọi như là nói chuyện gặp mọi người như nào là mẹ, mặt tôi chỉ trắng ngày lúc mà tôi make thôi, trời đất ơi. Đỉnh vãi lìn thề. Chu mẹ mỏ buồn cười quá luôn. Ê nhưng mà hôm đấy nha, hôm đấy mọi người bảo tôi giống 24 carat, tôi không hiểu là giống chỗ nào luôn á. Thật. Chỉ có cái vòng bình thường anh 24k là anh Trương hay đeo cái vòng ở cổ đúng không? Đấy. Vừa thơm nhìn đúng mê luôn. Nhưng tóc anh đẹp á? À tóc anh đéo đẹp á? Thì thôi tôi đéo biết để tóc nào cho vừa ý mọi người nên tôi cứ để tóc này cho nhanh. Để chú ý đây. Tóc ghi mà kết. Đấy, xong tôi make up một tí. Tôi cái gì kìa? À.
bắt gặp đôi tình nhân. Đấy, make up. Hiểu chưa? Mà công nhìn thấy anh nhím không? Tôi công nhìn thấy anh nhím không? Thế tôi nói tất cả mọi người nhá, cặp cái mái lên nhá. Đập cặp cái mái lên nhá, châu ông ấy kiểu hiền lành một cách thục nữ vãi lồn, đáng yêu vãi lồn ấy. Nhưng mà công nhìn cái style ăn mặc của anh nhím không? Tôi phân tích cho công nhá. Áo này nó có tổng cộng 6 cúc. Riêng hai của cúc đầu là anh phanh ra, lúc đầu phanh có một cúc thôi. Lúc đầu là phanh có một cúc thôi. Nhưng mà lúc sau là phanh tận 2 cúc. Hình như là có bạn nào hình như là còn giật cúc ở áo anh nhím ra, công không hiểu được cái hiệu ứng anh nhím ở ngoài với cả các bạn nữ như nào đâu. Trời ơi. Đấy, xong lúc sau nói thật là đến cái lúc ký ấy, nhiều bạn lên quá ấy. Còn tôi bảo anh cởi trần ký cho các bạn đi mà phá hồn thật chứ. Dã man luôn. Chất phá hồn rồi. Đây. Cái gì đây? Đéo hiểu kiểu gì không ạ? Lần đầu tiên con em tôi là nhắn cho tôi vào lúc lúc này đang gọi như là đang làm sự kiện. Tự nhiên béo ơi, tưởng có việc gì, tí em sẽ xin tiền chuẩn bị tinh thần nhé. Xin gái không? Đéo thấy gì nhưng mà xin gái. Đéo hiểu kiểu gì. Không biết là tôi không, thật sự tôi không biết là nó xinh ở chỗ nào luôn á, trông như con rồ. Thật cả các bạn luôn. Ai thấy xinh nó hốt nó dùm tôi cái, nhưng mà ông nào hốt hốt dùm nhớ là giàu nhá. Làm gì có ai quen ai trên quyền đâu. Đấy, công thấy sôi động không? Đây, bọn tôi chờ ở ngoài. Đấy. Bọn tôi chờ ở ngoài, các bạn mãi lúc sau mới được vào. À. Là để đi sự kiện có cái anh Trương Phi đó. Anh Trương Phi thì không phải make up. Anh Trương Phi thì không phải make up. Ông hiểu chưa? Vẫn phải trắng. Yêu quá lên thế. Từ tôi xoay lại clip nhé, tôi xoay lại clip tí đã nhá. Đấy. Đây chỗ này. Đâu mọi người nha, đâu mọi người nha. Động đồng một cách dã man thề. Đồng một cách dã man luôn. Nhưng mà tôi không biết là tất cả những anh em này có được vào không. Tại vì tôi nghe bảo là hình như hôm đấy là đông khách, xong rồi có những người là không được vào chứ. Đông vãi cả bìu. Đấy, xong lúc sau đây, đây là lúc mà tôi vào sự kiện. Ông nhìn không khí ở Sài Gòn này. Không khí Sài Gòn nó náo như một cách dã man. Đến cái mức mà tôi ảnh này out net rồi. Tôi giơ máy lên chụp ảnh nhá. Tất cả mọi người đều giơ tay. Giơ tay lên nó vui một cách dã man luôn. Có ông nào ở đây không? Có ông nào ở đây mà đang xem kênh chat không? Có ông nào ở đây mà đang xem kênh chat không? Có trong ảnh không? Có thấy ông nào không? Nó náo nhiệt mà nó sôi động mà nó gọi như là nó vui lắm các bạn ạ. Thật sự nó rất là vui. Làm gì game nó luôn. Đấy, mọi người đáng yêu dã man. Ấy, xong hôm đấy là tôi tự nhiên tôi lên mạng và tôi tìm thấy một cái ảnh nữa có cái ông anh Huỳnh Công Hiếu ở trẻ. Huỳnh Công Hiếu và tôi cảm giác như là trước khi mà Huỳnh Công Hiếu anh Huỳnh Công Hiếu mà có được kiểu tóc ngày xưa bây giờ thì có thêm cả cái kiểu đầu của anh Sơn Tùng MTP nữa chứ. Đấy. King of FPS, Beat Best of Piston giải nhất 2013 các ông ạ. Nó hào hùng lắm. Em không thể tin được. Em rap Việt cứ khen Pháp Kiều. Cứ gọi là thích cái vibe của Pháp Kiều. Thề xong hôm nay gặp luôn Pháp Kiều không ạ. Má Pháp Kiều ngoài đáng yêu dã man. Thề không có ý gì luôn. Thật sự đáng yêu mà gọi như là duyên lắm. Mà lên diễn là cũng thích cơ. Thích vãi lìn thề. Kiều xinh á, Kiều xinh mà. Mỗi tôi mặc cái áo này hơi béo ấy. Cặp đùi nó hơi béo. Những cái đoạn này là không được chiếu trên YouTube này. Tại vì là bản quyền. Thực ra là mấy bài này thì công vẫn cũng phải hiểu là không phải do ekip của chương trình mà bên YouTube ấy thì người ta bản quyền nó rất là nặng, đặc biệt là những cái kênh mà ví dụ nhà tôi có thể kể đến một số cái như là Pop Music hay là như thế nào. Đấy, nên là bản quyền lắm. Đấy. Ủa xong rồi tôi có bạn gửi cho tôi for dead nữa chứ. Công biết được cái gì nó quý báu như nào. Nó có quý báu như nào là cái này là đồ ăn mà hôm đấy là bọn tôi đói dã man. Bọn tôi đói dã man rồi. Thế tự nhiên có bạn gửi tôi mấy cái bánh ạ. Thế vãi cả lìn thề. Ô, đâu rồi? Khán giả biết hết lời luôn mà. Có quên lời đâu nhở? Quên lời chỗ nào? À đúng. Xin phép các bạn pause một tí. Tôi đã nhìn thấy chị Tammy ở trên mạng hay nhảy của anh B-Ray.
Nhưng mà hôm đấy không thấy chị Tam Mì đâu. Thật sự là tôi nhìn trên mạng tôi thấy thích chị Tam Mì lắm. Không thấy chị Tam Mì đâu. Có người muốn yêu như ông như bà. Tam Mì dancer, trời ơi, cái chị hay nhảy trên sân khấu ý. Cái gì? Tôi có phải là thói quen là tôi gọi như là nhắc người yêu cũ đâu. Cái chị dancer mà xinh xinh ý, trời đất ơi, mấy cha. Phải nói rõ, tôi chỉ biết tên thế thôi. Người đó không biết là tôi sẽ vào vùng. Trời đất. Trời thế em một mình nên anh đi tờ. Nếu như em chấp nhận lời mời thì để anh chị đâu cho. Vẫn nhận ra và nhận ra chứ. Điện thoại đầu hồn. Nếu thật quay được rồi. Ai biểu không nói rõ kìa. Tôi tưởng nói thế mọi người hiểu thôi chứ. Thế nhưng mà mấy bạn đang chơi này cũng đáng yêu nha. Đúng khúc này anh em ở ngoài hát sung bác á. Bật à, tôi không biết như nào luôn. Ôi không sao, không phải cãi nhau nữa, trời ơi. Tam Mì đẹp trời, thế thôi. Quên lời đâu, để sao con có bảo quên lời. Thì chắc không có, ok thì chắc không nhá. Anh là anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Ok ok, ai gì á, gửi cho bà khúc rồi không thì anh check hết. Nói một lần được không? Ê, cái đoạn này nhá, là anh BJ hát là cái gì tôi không nghe rõ lời. Đường cong, cái lời chính là gì ạ? Đường cong mông bự, à là mông thủ à. Nhưng mà hình như là lúc sửa lại eo, sửa lại thành eo. Ừ, trời đất ơi. Dên sô vãi lì dề. À ngực cong á. Xin not the night. If you see me calling, xin anh không nhắc mây. Ok á. Không được thì Tam Mì nhở. Đấy, mỗi bài tôi quay một tí thôi. Đây. Đây là cái đoạn anh B-Ray bảo mọi người đứng lên. Thì tôi mới thật sự thấy cái sự náo nhiệt của Sài Gòn các bạn ạ. Tất cả mọi người bật đèn flash lên. Nói chung là anh B-Ray có kinh nghiệm diễn nhiều năm rồi. Nên là kiểu cái kỹ thuật gọi như là hype man ấy, nó tốt vãi bìu. Đấy. Thế là tất cả mọi người đứng dậy, mọi người quẩy vãi bìu vào ngoài. Cao Cát Chôn. Bà nghe tôi phá rồi bà này này. Để tiếp tục. Má nhìn cái poster của anh bao ban luôn trời. Phải tập BSLL á. Beside me.
Tôi nghe anh B-Ray phỏng vấn bài này rồi. Sorry các bạn, hơi pause một tí. Anh B-Ray có tâm sự ở trên cái podcast Take a Sip. Dạ, ngày xưa là em có hơi kiểu hơi tệ đó. Khi mà chia tay thì họ ghét em. Xong em ghét lại luôn. Ê, nhưng mà em khác nha. Em không ghét người yêu cũ. Được chưa? Em chỉ không dính dáng gì thôi. Đấy. Nên đôi khi mình không hát bài này được. Chả ghét bố mẹ ra thôi, thôi, không có nhá. Không có. Không ghét luôn. Vui vãi lìn nhở. Không khí thích vãi đái thề. Em suy em bay sang Mỹ luôn á. Kìa làm gì có mà. Con trai cưng của mẹ thích canh kẹo hít ke nhưng mà đủ má. Cái bài này nó sensor. Đổi vai liền thề. Chờ hết đời tuổi trẻ. Đúng rồi, phải truyền diễn được sự kiện này. Ê nhưng mà lúc mà anh đi ra hát đoạn đấy là mấy dưới, mấy ông ở dưới hát vãi điều chứ. Có video mày siêu không á? Không có, chỉ có các bạn quay thôi, tôi làm sao quay được. Ba này ở dưới cháy lắm á. Cháy mà, ô cảm ơn ông thôi nhá. À chụp cái này là cảm ơn mọi người ở trong ngoài này. Đây là lúc mà bọn tôi đợi là cho các khán giả bên trong. Các khán giả bên trong là thực ra mọi người đã ngồi ở đấy rồi. Và thật sự là bọn tôi rất là thương những anh em ở ngoài dầm mưa. Các bạn phải hiểu dầm mưa từ 3 giờ chiều. Đấy sau lúc sau là đến 11 giờ mà các bạn vào mà các bạn kiểu vẫn hò hét. Kiểu nó sướng mà nó to. Ủa các bạn vẫn còn nhiều năng lượng dã man. Bọn tôi chỉ sợ các bạn mệt thôi. Không hiểu kiểu gì. Đấy giỡn trái tim cho các bạn liền. Đây là top sau này, đây là top sau này. Dã man này. Đây là top sau này. Thế mọi người vẫn nhiệt dã man thế. Đây là lúc tôi không quay nhanh được, lúc đấy còn mải ký. Nhưng mà thật sự, nói tất cả các bạn luôn là đủ má. Thế các anh em vẫn nhiệt, mấy anh em vẫn đáng yêu. Vẫn gọi như là đồng dã man mà kiểu rất là cuồng nhiệt. Ngồi ký cho mọi người có hỏi là các anh có mệt không? Tôi bảo là không thể mệt bằng các bạn được. Không thể mệt bằng các bạn được các bạn ạ. Đang tính mua mày. Chê quá chê đâu mà chê. Đấy. Xong tôi lên đồ tôi đi chơi buổi tối hôm tí. Các ông thấy tôi giống Andre Ryan chưa? Ngoại trừ đôi giày ra. Đôi giày thì nó không hợp cảnh lắm. Tại vì tôi mang một đôi thôi. Nguyên một set ghê Andre Ryan. Gọi tôi là Andre tay trái đi. Kia có tay đập lánh. KDA. Đúng cái quần nhá. Đúng cái quần luôn nhá. Đúng cái áo luôn nhá. Được chưa? Má trông cũng gọi là Andre Ryan. Nhưng mà phiên bản hơi thừa cân tí đấy chứ. Được chưa? Trông vãi cả bỉu thật đấy chứ. Trông là cũng ok la đấy chứ. Úi trời ơi. Mỗi tội là tôi không hiểu nha. Anh Andre Ryan mặc cái bộ này trông nó sang. Mà tôi mặc trông nó phèn ỉa luôn á. Không hiểu kiểu gì. Đây là lúc về đến Hà Nội rồi. Đấy về đến về ra sân bay Sài Gòn. Ra sân bay Sài Gòn thì tôi đã gặp anh Nhím. Gặp anh Nhím thì thêm một lần nữa. Là trước khi mà tôi đi về tôi đã đóng thêm bát phở nữa. Tức là lần nào đi thì ở Tân Sơn Nhất tôi đóng bát. Ở Nội Bài tôi đóng bát. Lần nào cũng đóng bát luôn. Dã man thật. Đấy nhưng mỗi tội là tôi gọi một phần quẩy. Hà Nội người ta cho tôi 3 cái. Thì ở đây tôi cho người ta cho tôi có 1 cái. Đấy thì tôi phải mua thêm 2 cái nữa không ạ. Đấy xong rồi lên máy bay. Xong rồi đi về thôi. Ôi ảnh tôi chỉ chụp thế thôi. Tại vì thật sự mọi người làm cũng cố gắng quay chụp lắm rồi. Nhưng mà sự kiện lần này thì cũng không cầm máy ra. Không thể kiểu lên sân khấu dơ máy được ấy. Thôi bây giờ anh em mình check group. Còn footage ở cái gì nhỉ? Cái gọi như là sự kiện thì chắc là phải đợi clip hay là như nào đấy. Tại vì tôi không có clip các bạn ạ. Không có clip. Nên là nếu mà các bạn có kiểu có cái gì thì nhớ quay cho tôi nhá. Đợi tí check group cái nào. Cái gì đây? Đây chuyến đi này thì thực ra random. Cái này không biết tại sao là tôi được xếp ở với Dep. Lúc đó tôi kiểu tôi cứ đăng ký ở với ai ở ấy. Xong anh Độ gộp phòng, anh Độ xếp tôi ở với Dep. Ủa ở với em Dep.
em đẹp thích kè vãi lùng. À, lỗ mũi mình nhìn to to. Ủa, thật ra nhưng phải công nhận với các bạn nữa, tại đéo rồi, tại thích kè cái gì đâu ta. Sao bây giờ mình đẹp vẫn có đéo có người yêu, hoặc là có người yêu mình đéo biết, hoặc là có nhiều người yêu mà mình đéo biết. Không có người yêu chú ơi, không có ai yêu luôn á, khổ lắm. Các bạn nhìn ra hai cái giải em đều đặt tên là đẹp chưa có người yêu, nhưng mà làm gì có ai yêu đâu. Ở với em đẹp thích kê từ A đến Z vãi lồn. Em đẹp nha. Sáng dậy, à đến nơi. Anh Bông ơi, anh ăn bánh mì không? Em gọi bánh mì với anh em mình ăn xong rồi tí đi đá bóng cho khỏe. Gọi cho tôi quả bánh mì, bánh gì, mì gì nhỉ? Bánh mì gì nổi tiếng hương hương gì ấy. Quỳnh Hoa. Gọi về ăn ngon vãi cả bìu. Quỳnh Hoa. Đấy nhá, đấy là buổi trưa ăn lo bữa trưa xong, buổi chiều, buổi tối. Tôi nhậu say, đá bóng xong, buổi tối nhậu say. Lúc ấy tôi chả biết cái gì cả. Nhưng mà tôi chỉ nhớ đúng cái giọng em đẹp gọi là bông mai về chung với em, về chung với em này. Nó đưa tôi về, nó đưa tôi về phòng. Mặc dù là sau đấy là nó cũng phải đi sang quán bu nó chơi. Nó biết là tôi không đi được nữa vì tôi say. Nó đưa tôi về phòng. Đưa tôi về phòng, tôi nôn xong, tôi lên giường tôi ngủ xong thì nó mới kiểu tắm rửa xong nó đi qua quán bu nó chơi. Đấy. Mì Huỳnh Hoa, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thề em đẹp thích ke vậy rồi, nó đưa tôi về mà lúc chứ không, nó khỏi đấy nó không đưa tôi về thì tôi không biết là tôi đang ở đâu rồi. Trưa hôm sau 10 giờ dậy, tôi nghĩ là nếu mà nó không ở với tôi trưa đấy nó không đi ăn xà, nó không đi ăn đâu, nó sẽ gọi đồ hoặc là nó ăn ở trong khách sạn thôi. Nhưng mà là vì ở với tôi các bạn ạ, nó đưa tôi đi ăn buffet sủi cảo. Mẹ nó gọi cho tôi một mâm, đến đưa tôi đến đấy nó gọi cho tôi một mâm gọi là mâm sủi cảo, mẹ hề như mâm cỗ vãi cả bìu. Nhưng mà thằng ấy biết nhiều quán ngon thật, mình chả biết quán nào. Này, ăn no luôn, ăn no đến chiều tối, đến lúc đi sự kiện luôn. Em đẹp thích em mà, vẫn luôn. Trời ơi, nó ngon thật chứ không phải không. Ui, anh Khô có quả ảnh. Quả ảnh đỉnh thế nhở. Ui, chất lượng nó vãi cả cứt vậy. À, chỉ có 720 thôi à. Còn áo nhiệt thật sự luôn. Anh qua đi study luôn mà đỉnh vãi lìn thề. Không phải chê Hà Nội. Được mỗi cái màn mở đầu các ông ạ. Cái màn mở đầu lúc 5 giờ lúc đấy tôi là đương kim vô địch. Nhưng mà sau lúc 11 giờ chào các bạn khán giả thứ hai. Chào các bạn khán giả thứ hai thì tôi không được cầm cúp nữa. Được mỗi lúc đầu đi ra là hai thôi. Bọn tôi được cầm cái cúp tại vì bọn tôi là đương kim vô địch. Đấy, nhưng mà sau 11 giờ chào các bạn thứ hai nữa thì mất rồi. Rồi. Kỷ niệm. Misa nhá. Anh ghim đấy nhá. Misa, em đừng tưởng em xinh mà em anh tha lỗi cho em. Trong tất cả các loại banner em in, nhưng mà là em lại in là tơ vương đét. Ta hiểu kiểu gì luôn. Hai ông anh này thắng được anh Khoa và anh Nhím vào được bán kết thì có mẹ vui vãi lên, kiểu cảm xúc vỡ mẹ òa luôn đấy thề. Thằng đúng trận đầu thề. Rồi. Anh em Sài Gòn fan anh Khoa đông dã man luôn. Thật sự đông một cách gọi là kinh khủng khiếp. Mà ở trong Sài Gòn tất cả cái khán đài, phải nửa khán đài đều Rabo. Địch vãi lì thề toán bộ con. Ô, đây là mấy anh em ở ngoài á. Không thấy khổ thân không? Các bạn mặc áo mưa, các bạn gọi như là dầm nắng, các bạn xe vẫn xem. Tôi không hiểu sao, nếu ví dụ tôi là một người đến xem này, thật sự là tôi chắc là tôi về tôi xem livestream quá. Mà các bạn dầm mưa từ 3 giờ chiều. Dầm mưa.
Tôi tưởng cái flashlight này là chỉ ở trong người ta mới bật, người ta bật flashlight lên người ta ấy với ảnh B-ray, ở ngoài mọi người cũng bật á. Ủa. Chuyện này nó vẫn là bình thường, nó chỉ éo le. Hôm đấy là tôi lên ký. Cái này tôi kể cho mọi người chắc là cũng được. Thì có một bạn nữ mặc áo trắng, một cái crop top. Thì bạn ấy nhờ mấy anh em ký lên vai. Xong bạn ấy đến tôi. Bạn ấy bảo là, anh ơi anh ký em chỗ này được không? Bảo ký chỗ nào? Ký chỗ này. Tao ký ngực phan hai cặp ba. Tôi ký xong cái kiểu cái anh Quang, cái khôi qua nhìn tôi ngại quá. Nhưng mà thực ra là không phải là như gì đâu, nhưng mà tôi mình thực ra là mình cũng nhiệt tình một chút. Thế là tôi lần đầu tiên tôi ký đúng là như lời 24K. Lời anh Logi lần đầu tiên luôn đấy. Nhưng mà không sao, anh rất là enjoy cái việc đấy. Không phải enjoy là vì cái gì, nhưng mà anh enjoy là anh làm cho em vui là được. Nếu mà em muốn. Không thấy cho fan anh khoản đông dã man luôn thề. Uầy, đây ảnh chụp cùng các bạn à? Số có ai trong này không nhở? Có ai trong này đang vẫn đang xem stream không nhở? Có ai ở trong này vẫn đang xem stream đâu mọi người nhở? Beautiful đấy chứ. Nghĩ nó không buồn chứ. Ôi xếp hàng ngoài đây à. Đồng vãi lìn nhở. Hey, chào đến tất cả các bạn đã có mặt ở đây cũng như đang xem live stream. Ủa đây là màn hình bên ngoài à? Chào các bạn. Vì sự nhiệt tình của các bạn, vì năng lượng của các bạn truyền cho tôi, nên tôi sẽ cống hiến hết mình cho buổi tối ngày hôm nay. Cho tôi gửi lời xin lỗi đến các bạn đang ngồi ở ngoài lều bên kia có một cái màn hình rất lớn. Các bạn hôm nay không thể đến được vào được trong này. Đông quá đông. Lúc đầu bọn tôi chỉ project là có tầm 1.000 cho đến 1.500 người thôi. Tôi còn hỏi anh Độ mà, ai ngờ hôm đấy đến không biết là ở trong nó là phải rơi vào khoảng tầm 1.300 người. Ở ngoài lại có thêm kiểu phải 2.000 người nữa. Tôi không rõ là có bao nhiêu định nghiệm để tôi tổ chức của. Tại vì sự kiện nó là free nên là ai cũng có thể đến được, nên mọi người đến rất là đông. Ngày cho Sài Gòn cái chỉ chung thôi. Ở trong 2.000 người, 5.000 người á. Đợi tôi nhá, sớm không? Để đến được với Intel Game ở đây này thì trước đó mà tôi đã tổ chức ở ngoài Hà Nội rồi. Cũng không có ý so sánh đâu, nhưng mà ở trong Sài Gòn nhiều năng lượng quá. Công nhận, cái này không hề chê Hà Nội luôn. Thật, nhưng mà tức là bọn tôi bị ngợp. Nó không phải ngợp, nhưng mà bất ngờ với cả cái năng lượng của anh em Sài Gòn ấy thật sự. Nó rất là nhiệt tình mà nó có hò reo tất cả mọi thứ, không hề chê nhá. Không chê. Ông thấy chưa? Ông thấy thương các bạn chưa? Mà nhá, cái lều này nhá, nó chỉ có một ít cái thôi mà mọi người dám mưa từ trưa, từ chiều luôn, tội vãi. Chúng ta đang chờ những tín hiệu cuối cùng của trọng tài. Thế mà đoàn nào có về bằng đông? Quá đấy.
Anh Đép đây trầm thế ạ, khổ quá, vừa bay cả ngày về, mưa gió các thứ, chưa kịp ăn uống gì. Hôm nay xin nói chậm với anh nhẹ nhàng một tí nhá, không mấy ngày bọn tôi cũng chạy dã xô rồi. Theo các bạn, chúng ta đã ngồi đây cùng nhau sống trong bầu không khí này, cùng nhau vui nhỉ. Trật tự đi về bằng cổng bên trái, để cho các bạn đội mưa ở ngoài kia xong thẳng. Cảm xúc ba đi về. Đi về luôn, đừng quay lại một vòng. Tôi biết nhiều ông có ý định là sẽ đi quay lại đầu kia rồi đấy. Nhưng mà thôi, ở đây là vui rồi. Và tôi muốn dành một niềm vui nhỏ dành cho các bạn ở bên ngoài kia. Thích nhờ. Ha, xem cảm xúc quá vậy trời. Đây các bạn các bạn lại xem lại xong này rồi thì được không có thể đi về cho các bạn ở ngoài kia. Mình phải gặp nhau chứ nhờ, con trong đến đây rồi. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đến tận bây giờ 10 cây số rồi, vẫn đứng đây để đợi tôi. Cảm ơn mọi người. Chờ offline Sài Gòn một ngày không xa. Hình ảnh con người. Rồi quay lại di chuyển đi, không tính không có thời gian đâu. Có thằng nào đằng sau rồi đấy. Bị sấy trước mặt 2.000 khán giả luôn chứ. Thế cả mọi người. Quá cả lình thật đấy chứ. Quá nó ngại thật. Bị sấy không? Sấy vác cả bìu. Sợ quá thề luôn. Đá chim anh Đép thành công á. Ok nha tất cả anh em nha. Cảm ơn anh em đến ủng hộ nha.